Chào mừng quý khán giả thân mến đã quay trở lại với kênh Về Miền Tây Bắc. Và hiện tại thì Long đang có mặt tại gia đình anh Khi. Anh Khi thì bị mù hai con mắt và người vợ thì bị khuyết tật các bạn ạ. Đang nuôi hai con nhỏ. Và ngày hôm nay là ngày thứ hai để xây dựng căn nhà mới cho vợ chồng anh Khi. Hôm qua là ngày thứ nhất thì anh em đã xây móng và xây be rồi các bạn ạ. Đây các bạn có thể hình dung ra toàn thể ngôi nhà đây rồi. Đó, còn ngoài này thì sắt 10 và anh em đang đan sắt 6, sau đó là sẽ giằng vào sắt 10 này. Đây, vợ anh Khi thì đang vun đất vào những cái khe hở của móng các bạn ạ và nền chặt xuống. Hôm qua thì anh em đã rất là nỗ lực tăng ca để hoàn thiện được cái phần móng và phần be này để cho qua đêm nó khô lại. Thì chiều nay sẽ tiến hành được đổ móng ok rồi, à đổ răng ok rồi. Bây giờ thì vợ anh Khi mắt không nhìn thấy các bạn ạ. Còn vợ anh Khi thì sẽ gia cố lại những cái khe hở sát móng này. Đây, sau này anh em đội thợ đang đan sắt 6 trước, sau đó nó sẽ dòng vào sắt 10. Như hôm qua thì mình cũng đã nói rồi đấy các bạn. Cái khung chữ nhật này thì rộng sẽ là 16 và dài sẽ là 25. Cho anh thử phát nào. Xem mấy lần đi làm phụ xây được không. Này chứ à, đặt này à? Nhà nữa. Đặt thế này rồi này. Đặt một phát như này rồi đúng không? Xong bây giờ đặt ra gạ này. Dài đây nhỉ. Đấy. Buồn buồn ra ngoài này đúng không? Quay mưa phùn mọi người ạ. Mưa như này thì vẫn hoàn toàn xây dựng được thôi. Vậy anh Khi thì cao có hơn 1m1 một xíu thôi các bạn ạ. Nhưng mà đi xe máy thì giỏi lắm. Chồng đi đâu là đi chăn trâu các thứ là cũng phải lấy củi các thứ là vợ đi đón hết. Mà sức khỏe của chị thì cũng hạn chế thôi. Chị cũng chỉ có thể dẫy cỏ hoặc trồng ngô, đất đai các thứ này thôi. Chứ cũng không làm được việc nặng gì. Cái khi anh mắt không nhìn thấy nhưng mà hầu như là mọi việc anh đều có thể làm được, nó chỉ chậm chậm thôi. Và hôm trước thì Long có ghi hình chú Pao cũng hoàn cảnh tương tự như gia đình của anh Khi này, nhưng mà chú Pao thì già yếu hơn và hầu như hoàn toàn là chú không có cái khả năng mà làm những cái việc bình thường như anh Khi. A Khi đang dăm đất, dăm móng à? A Khi đang lấy chân để nền móng. Xong kia thì Pháo vẫn đang đan sắt 6. Còn ngoài này thì anh em đang duỗi sắt 10. Khỏe
khỏe nhá. Chỗ này dốc quá, ruồi xong phải kéo ra chỗ bằng bằng để đan. Cái sườn hòa vừa đo móng còn ghi ra tay. Nhìn trông cứ như kiểu số lô đề, sổ số kế tiếp. Đây, đây, đây. Độ dài, độ dài, độ rộng của răng. Độ dài, độ rộng của sắp sáu. Ngày xưa may học hết lớp 7 nhờ. Không là sao mà đo được, sao biết số mà viết. Nhà ở đây thì hầu như cái mái nhà cũng lát hết rồi. Bao nhiêu năm trời rồi, còn 20-30 năm. Trình tường thì nứt, còn cái mái blue thì mục lát hết rồi, vá rồi. Đây là nhà của anh trai giống. À, nhà anh trai của cá. Còn gia đình của cá thì ở nhờ anh trai ở cái bếp nhỏ này. Hai vợ chồng trẻ, một đứa con. Đối với nhà cấp 4 này thì cái răng thì mọi người có thể làm được răng sắt 10 hoặc là sắt 12 tùy thôi. Bởi vì đối với cái tường cao hơn 3 mét này thì sắt 10 cũng đã chịu lực được rồi. Nhưng nếu mà để muốn chắc chắn hơn thì dùng sắt 12. Nhưng cái móng thì các bạn cũng biết rồi, mình làm rất là chắc chắn rồi. Thì cái răng đổ bê tông vào nữa thì quá là ổn này. Đối với cái bức tường 10 và là cao hơn 3 mét. Đây là sỏi dư ở gia đình em Hải chuyển lên các bạn ạ. Đó. Thì để đổ răng luôn. Sỏi này là sỏi sông, chứ không phải là sỏi bổ 1-2. Sỏi này thì dễ đảo hơn. Mình nghe nói các chú mà thợ ở dưới xuôi, người ta bảo nếu mà kiếm được cái sỏi sông này thì quá là chắc, vừa dễ đảo mà lại nó kết cấu tốt hơn cả sỏi 1-2 luôn. Mà này chỉ rẻ hơn nhiều các bạn ạ. Sỏi kia đắt lắm, sỏi kia mà đúng mà lấy ở trên Simacai này thì phải xuống tận Bắc Hà chở cơ, đấy 40 cây kìa. Mà chi phí lại cao thì chả tội gì, thấy chắc chắn thì vừa chắc chắn vừa rẻ thì nhất trí là sẽ làm luôn thôi. Anh em sáng nay mấy giờ làm? 6:52. Sáng ăn cơm à? Ăn mì tôm. Mì tôm à? Ăn loại mì tôm Trung Quốc ấy. Cái thùng mì tôm, 20 thùng mì tôm trước anh mua còn không? Hết rồi. À, thế hôm nào anh mua anh bổ sung nữa. À, khi đi lụa ghê nhỉ? À, khi nhảy vào dẫm đi. Dẫm cho lún xuống. Dẫm vừa đấy nhá. Đấy. Em Nam ơi, cái đầm hôm nọ anh đổ cho Hải có dùng được không? Không dùng được đâu. Sao không dùng được? Anh sáng hôm sau nó
đầm hay phát là đấy. Vừa sáng sau à, đúng rồi, mới đổ chiều hôm trước sáng sau nó nhảy lên là nó nhấc lên nó đầm thì đấy, hàng tuần nó cứng hẳn. Đúng rồi. Anh chủ yếu anh đổ để cho nhóm khí nó lại nhấc lên nó đầm. Bê tông nó chưa khô, Hải nhấc lên đầm hỏng mất cái đầm rồi. Em đã uốn sắt 10 xong rồi và đang đo để cắt sắt. Cái chiều dài này các bạn ạ, chiều dài của căn nhà là trong lòng rằng là 9m6. Thế là hôm nọ anh em mình đo cả tổng nhà là 42m, là bây giờ đo lại là hơn đấy. Hơn đấy, tí cứ đo theo rằng nhá, tính mét theo rằng nhá. Để anh em tính hôm nọ thì anh em mới thiệt quá. Bởi vì là lúc đào móng mình lới rộng ra mà. Anh em đang luồn ô sắt 6 vào sắt 10 để lấy thép ly buộc. Cứ dàn đều ra cỡ khoảng 20 phân là một ô. Các sếp dàn đều vào nhá. Răng này cứ càng dàn đều thì lực nó tác động xuống càng đều thì cái chắc chắn thôi. Ta
Đó, thế là được hai răng rồi mọi người ạ. Hai răng thì được răng nào thì sẽ chuyển xuống dưới kia luôn. Thì một lát nữa sẽ đặt. Chiều thì sẽ trộn bê tông và đổ. Để thử ra ngoài trước nào. Để ngoài trước đi. Ừ, nó bằng nhau mà. Đúng rồi à? Quá đúng rồi chứ nhỉ. Còn nữa. Nó thò cái đầu cái ra một tí đúng không? Cắt cắt đi. Không có cái thò ra ngoài được mà. Chỗ này ra nó nhiệt luôn đấy. Đây các bạn này. Đấy. Anh em đan răng thì nó nói một chút về cái răng này nhé các bạn nhé. Thì hai đầu răng này là buộc ngang này, còn hai thanh dưới là buộc dọc. Đó, cái bên kia thì nó ngược lại thì nó sẽ đấu vào nhau là nó sẽ vuông và nó khít, tạo cái lực nó sẽ chắc chắn hơn. Và cái răng cũng như thiết kế video trước mình chia sẻ với các bạn rồi đấy. Thì cái độ cao của cái này là 30. Thì cái răng mình cho anh em đan là 25 nên là chênh ra khoảng 2,5 là bên trên 2,5, bên dưới 2,5. Đó. Thì sẽ là khi mà bên này cũng hở này, đó, bên ngoài thì cũng hở, ngoài kia cũng hở, trên cũng hở một chút, dưới cũng hở một chút để cho khi mà đổ bê tông xuống thì nó sẽ bao bọc cái răng này, toàn bộ bê tông. Cái đầu đấy, một cái đầu nó hơi dài dài một chút, cắt đi. Kéo bừa gạch đấy. Đấy vuông góc vào. Ok. Ok ngay có gì không? Thế kể cả những cái dao giữa các răng với nhau thì cũng thế hết các bạn, đồng răng hết. Wow.
Vâng. Buổi sáng ngày hôm nay thì anh em sẽ hoàn thiện là đan rằng xếp vào kê sỏi bên dưới cách lên 2,5 phân. Sau đó là chiều nay sẽ trộn bê tông và đổ. Xin chào buổi chiều mọi người. Bây giờ là 1 giờ chiều các bạn ạ. Anh em nghỉ ngơi về ăn trưa và cũng ra làm luôn. Còn một rằng nữa đang nốt. Và đây là mẹ ruột của anh Khi cũng như là vợ anh Khi để tiếp tục san và đổ thêm đất vào móng. Đối với cái phần đất vào móng này thì mình bảo gia đình anh Khi đổ cao lên khoảng 3 phân các bạn ạ. Đầm xuống, cứ thế là đầm xuống. Đầm bao giờ là nó sẽ cao hơn mặt dầm 3 phân là được. Đầm thật chặt vào, xong rồi kiên cố mình còn đổ nền các thứ, nó đỡ bị sụt lún.等等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 
Cây. Tớ lại, tớ lại. Ừ, cái kia đẩy ra đầu đầu kia đẩy ra một tí. Đấy, bóng vào một tí. Đấy, ăn thua gì. Tẩm nó. Nó mảnh rùa nó toàn mà. Ủ nhìn thế này mà. Được rồi, thả tay nhấc lên nó cong đấy, hạ xuống là được. Trộn với cơm mẹ lấu ngay nhỉ. Cắt. Lên kéo về. Kéo sang bên đầu bên kia nào, đầu bên kia còn đấy không? Vừa khớp đó. Đi đo đo thừa ra một tí. Không, đừng đừng cắt. Nam lấy cái bẻ, bẻ cong hẳn vào bên trong là được. Cong vào tầm khoảng phân nữa là được. Hiểu ý anh không? Chứ cắt đi làm gì? Sắp đẹp luôn thế. Nó còn móc nhỉ? Ừ. Chứ cắt nó hụt đi làm gì? Nó hai cái đầu nó móc vào nhau nó mới chắc chứ. Đây cái khe giữa giáp danh gia đình của bố mẹ anh Khi với cả anh Khi thì hở như thấy thì anh sáng nay thì vợ chồng anh Khi cho đất vào nền rồi. Mấy nữa đổ răng xong trước khi xây tường thì mình sẽ bảo em Nam và em các em thợ xây kè 2-3 viên gạch cái đầu ấy lên xong là đổ vữa vào cho nó chắc chắn, láng sạch đi cho chuột nó khỏi ở trong đấy. Không để đất trong đấy là chuột nó hay làm tổ đục xuống.
bên này cũng thế. Đấy, cái giáp tường. Chỗ này thì đợi đổ răng xong thì sẽ xả tà ly xuống. Xả tà ly xuống dưới chân móng này cũng như là xả tà ly sâu sâu bên trong. Sau này khi mà làm lợp mái xong thì cái khu vực này, mái này thì Long sẽ mua vật liệu, mua một cái ống các bạn ạ. Sau đó là lắp cái máng ấy, để khi mưa nó chảy theo cái tấm blue xuống nó sẽ chảy ra ngoài này, chứ nó không bị chảy nước xuống cái móng và cái bức tường. Còn cái vực cái này thì anh khi sẽ nhờ người nhà xả dần xuống và moi ra đây. Bên trên kia thì nó có một cái mương thủy lợi rồi các bạn ạ, nên là đây cái mương thủy lợi kìa, nên là yên tâm là nước ở bên trên đồi nó sẽ không xả xuống đâu, chỉ có một chút ở cái tà ly thôi. Thì gia đình cũng sẽ xả tà ly và Long cũng sẽ lắp thêm cái đường máng nước để từ mái nhà chảy ra bên ngoài, nên là yên tâm là nước sẽ không bị đổ xuống cái phần móng cũng như là phần tường sau lưng này. Anh em đang hoàn thiện răng rồi các bạn ạ, và chuẩn bị đảo bê tông. Nam thì anh báo đỏ kia đây đang xây cái chỗ kè lên chỗ mình vào giáp danh với gia đình của bố mẹ. Khi với vợ thì vẫn tiếp tục đổ thêm đất vào móng. Anh em mình chuẩn bị đảo, đang đảo xi với cả cát rồi. Tiếp tục là đảo xong rồi sẽ chở sỏi vào thì đảo đợt 2 là thành bê tông, sau đó là đổ răng. Chiều nay thì sẽ hoàn thiện răng các bạn ạ. Và thì sáng mai này em có thể bắt đầu là xây tường bao được rồi. Nước xây dựng ở đây thoải mái luôn các bạn ạ. Nước lần mà chảy xuống cả ngày luôn, liên tục. Không phải bơm hút gì cả. Sỏi sông. Đào bằng cuốc này thì nó nhàn hơn các bạn ạ, nhàn hơn đào xẻng nhiều. Công trình lớn thì người ta có máy trộn bê tông, làm trên này thì anh em ở trên bản làng nên là làm những dụng cụ thô sơ làm tay. Đây xong bê tông rồi là anh em bắt đầu vận chuyển bê tông vào để đổ. Cứ lái xe thật lụa và đi thật nhiều vào cho đất nó đầm xuống. Đồ khéo nhá. Mới đổ ra ngoài. Thank you.
các bạn thấy trên này vùng cao mà. Ở Việt Nam mình thì sương mù như này thì chỉ có trên vùng cao thôi. Những cái dãy núi vẫn còn là đầy sương mù. Đầu giờ chiều rồi. Tôm xong 12 rưỡi làm luôn để cố gắng để dặn cho hoàn thiện ngày hôm nay. Đó, buổi sáng ngày hôm nay thì đang đã sử dụng cái món quà của chị Kelly Nguyễn đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, chị có gửi tặng anh em đội thợ xây cũng như là bà con xung quanh xóm làng mà giúp đỡ những cái gia đình đang xây dựng này hơn 3 triệu đồng để mua thức ăn, đồ uống. Hôm trước thì Long đã sử dụng để mua 5 cân thịt lợn, 5 cân thịt gà, cùng với hoa quả, nước ngọt, mì tôm. Anh em đội thợ xây và các cái cháu nhỏ, anh em giúp đỡ gia đình của Hải nữa. Và sau đó là thanh toán công trình của gia đình của Hải thì Long có gửi cho anh em thêm 1 triệu đồng để anh em tổ chức liên hoan đội thợ. Và việc hôm nay thì còn dư mấy trăm nghìn của chị Kelly Nguyễn nữa thì anh đã mua tiếp tục đồ ăn. Để tới nay anh em tôi thợ xong ngày vất vả thì sẽ ngồi lại để dùng bữa một chút. Thực sự là với những cái món quà mang giá trị tinh thần như này thì anh em làm việc hăng hái lắm các bạn, rất nhiệt tình, làm có khỏe luôn. Giáp tường thì đổ, vừa đổ không rằng cũng đổ luôn vào cái chỗ giáp tường kia cho chắc chắn sạch sẽ.
Nam sau này nhận được nhiều công trình thì mua lấy cái máy trộn bê tông thôi. Có mà. Bé có chưa? Mang vào có mà. Mang vào trộn cho nhàn không? Xe ô tô thì có chở vào. Quay. Nhà thì cũng đã có sẵn rồi là sao về thì lại cũng là nó hỏng đúng không? Điện đóng bao nhiêu tiền điện? À khi đầy điện. À khi ông ấy cô dùng điện mấy đâu? À khi nhỉ? À khi cô cần dùng điện đâu? Chị Pâu không hiểu. Nam mới làm với cái bao tải sau đậy vào kia đi, không cô với chị bê đất thì đổ hết vào rằng. Anh em vẫn đang rất là tích cực, nỗ lực hoàn thiện trong buổi chiều ngày hôm nay. Được một nửa công đoạn rồi các bạn ạ. Đổ răng được phòng ngủ với phòng bếp rồi. Còn một nửa nữa đó là phòng khách nữa. Còn lửa còn lại thì nhanh thôi, bởi vì nó gần với cái khu vực đảo bê tông hơn. Đổ vào dầm xong đổ luôn sát tường rồi các bạn ạ. Vừa để giữ cái chân tường mà vừa sạch các chuột các thứ, nó không bị, nó không đào cái đất ở dưới giữa nó làm tổ. Thank you.
Những mét rằng cuối cùng. Thank you.
hai cháu nhà Khi, cháu Nam áo đỏ và cháu gái đi cuối cùng. Chịu khó đi học đấy, đi học từ sáng đến chiều, không bỏ học. Nghe tốt. Các bạn thân mến, như vậy là chỉ còn 1 mét nữa thôi là anh em đã tiến hành xong cái rằng, và tiến độ của chúng ta đã bắt đầu được 2 ngày, công trình khởi công 2 ngày, thì ngày đầu tiên là xây móng, ngày hôm nay thì đã đan sắt và đổ rằng hoàn thiện, ngày mai thì bắt đầu ngày thứ 3 xây nhà cho A Khi bị mù thì sẽ tiến hành xây tường bao. Và có lẽ là video của Long ngày hôm nay thì xin phép được truyền tải tới đây. Xin hẹn các bạn trong những phần tiếp theo của video xây nhà cho A Khi bị mù và vợ bị khuyết tật nuôi 2 con nhỏ nhé các bạn nhé. Xin chào.